Trong buổi học ngày hôm nay á, thì mình sẽ cùng nhau uh, Chữa đề liên quan đến một tác phẩm ở bên ngoài sách giáo khoa Liên quan đến thơ ca nha Thì đầu tiên á, các bạn sẽ đọc cho anh lại cái phần chi thức ngữ văn Ở trang 65 Và mình sẽ đọc cho anh cái dàn ý cơ bản Khi mà phân tích một tác phẩm thơ ở trang 73 65 và 73 nha cả lớp Trong cái thời gian đó thì anh sẽ tìm một cái đề Để cho cả lớp mình làm thử trong cái buổi học ngày hôm nay không sang 65 và 73 xem lại kiến thức cơ bản nha cả lớp chúng ta quay trở lại cái đề cương này của bạn Ngọc nha cả lớp. Đây, các em thấy màn hình của anh không? Ở trong đây á, chúng ta sẽ có phần đọc hiểu và kỹ năng này. Đây, ví dụ như cái phần đọc hiểu trong đề cương của bạn không thì sẽ là tri thức cử văn về thơ ở trong bài 6 là tình cảm và cảm xúc ở trong thơ, cảm hứng hay là cảm hứng chủ đạo ở trong thơ Thực ra là ở ngày xưa chúng ta học lớp 9 đó, Mình đã học rất nhiều bài thơ đúng không Mình đã đi qua rất nhiều những bài thơ Dễ có và khó có Nên là ít nhiều chúng ta đều đã có kinh nghiệm Khi mà chúng ta viết một bài văn phân tích Và đánh giá một tác phẩm thơ ca rồi Và ở trong chương trình ngữ văn lớp 10 Thì chúng ta vẫn tiếp tục học cái nội dung này Chỉ có một điều khác biệt Đó là chúng ta sẽ không thi những tác phẩm Ở trong sách giáo khoa Mà mình sẽ thi những tác phẩm ở bên ngoài sách giáo khoa Thì bây giờ mình sẽ gặp những cái tác phẩm Mà chúng ta chưa từng biết thậm chí là chúng ta chưa từng đọc và có thể là chúng ta không biết đến sự tồn tại của bài thơ đó thì làm cách nào để chúng ta có thể làm bài tốt nên là mục tiêu trong cái buổi học ngày hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ năng cũng như là cái tư duy để mình có thể giải quyết được cái câu hỏi này ở trong đề thi không đây nhá về cái phần mở bài kết bài hay là thân bài á ken có thể xem ở trong đây cũng được hoặc là ken có thể xem ở trong sách giáo khoa mình có một cái bài riêng á ở trong cái bài số 3 nhé, chúng ta có một cái bài riêng đó là viết một bài văn phân tích đánh giá một tác phẩm thơ ca mà như anh có nói với các bạn đọc ở sách giáo khoa trang 73 hả? Ha? 73 hay 75 đúng không? Đó, thì đọc ở trong cái phần nội dung đó xem có câu hỏi hay có thắc mắc gì dành cho anh ở trong cái phần dàn ý chung này không? Mình xem lại dàn ý chung nhé, đọc cái dàn ý chung trước đã. Có thể xem ở trong sách giáo khoa hoặc có thể là xem ở trong cái file tài liệu này xem là các bạn có điều gì muốn hỏi anh không ta nếu mà không có câu hỏi gì các bạn cho anh một nút like để anh biết nha cả lớp Rồi, anh thấy các bạn đều nắm được rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái bài theo cụ thể không? Ờ, trong đây có... Mình chọn bừa đi không? <laughs> ờ, trong đây thì... Xem nào, có câu nào có trắc nghiệm không? Đều là tự luận hết rồi. À? Không có câu trắc nghiệm ở đây. Đây. Chúng ta sẽ đọc qua cái bài thơ đề số 5 trước không? Ngọc ơi Ngọc, ở trên lớp em được thầy cô chữa cho em cái đề số 5 chưa Ngọc? Alo Bảo Ngọc ơi, ở trên lớp được thầy cô chữa đề số 5 chưa? Em bị bé tiếng á, vừa nãy cái mic của em nó to hơn bây giờ không có tiếng á dạ luôn bé lắm luôn ạ dạ anh nghe em nói không? anh nghe được nhưng nó sẽ nhỏ hơn tức là trước đó em đăng nhập vào một cái tài khoản à, đăng sao? nhập vào một cái nick khác à em bên đó em sẽ... đó giờ em mở lên máy tính cho nó dễ. trên máy tính là không nghe được gì luôn á <laughs> rồi chưa được chữa đề số năm đúng không thôi anh cứ chữa cho cả lớp mình cái đề số năm trước nha có câu hỏi có thắc mắc gì các bạn cứ hỏi anh cũng được Ngọc được chữa đề số 5 chưa? Nhắn tin cho anh biết đi. Ok, chưa đúng không? Rồi, mình sẽ đọc qua bài thơ này nha cả lớp. Ngân anh Ngân, em đọc giúp anh bài thơ này cho cả lớp mình cùng nghe nha. Dạ. Yeah. Ờ, đò, đò, làng Nguyễn Di Hỏi nhỏ tôi ra cống na câu cá Nếu váy bà đi chợ Bình Lâm Bắt chim sẻ ở vành tay tượng Phật Và đôi khi ăn chợm nhãn của chùa Trần Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế, bà mò cua xúc tép ở đồng quang, bà đi gánh chè xa ba chạy, quán cháo đồng giao hợp những đêm hàng. Tôi trong suốt giữa hai bờ hư ừ, từ, thật, từ giữa nha. bà tôi và và tiên phật thánh thần. Ngân anh ngân, ngay anh nói không? Dạ. <laughs> từ từ nha, tại vì cái này nó trình bày nó hơi bị rối á. đang tự hai trang để anh xem là cái trình tự khổ thơ là như nào đã. Có thể mình đọc sai cái trình tự khổ thơ. Á đợi anh chút Dạ. Ồ, em sẽ đọc song song nha. Tớ đọc bên đọc theo dòng á, dòng 1, dòng 2 và dòng 3. Dạ. Đang cái đoạn là Và đôi khi ăn trộm nhãn ở chùa Trần đúng không? Xem đọc tiếp cho anh ở bên tay phải á. Thở nhỏ dạ. tôi lên chơi đền cây thị và tương tự những đoạn sau cũng như vậy luôn ha. Dạ. À, hỏi nhỏ tôi ra cống na câu cá, nếu váy bà đi chợ ở Bình Lâm bắt chim sẻ ở vành tay tượng Phật và đôi khi ăn trộm nhãn của và đôi khi ăn nhãn ăn trộm nhãn chùa Trần hỏi nhỏ tôi lên chơi đền cây hị. chân đất đi đêm xem lễ đền sòng mùi huệ trắng nguyện khói trầm thơm lắm điệu hát văn lão đảo bóng cô đồng tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế bà mò cua xúc tép ở đồng quang. bà, bà đi gánh chè xanh ba chạy quán cháo đồng giao hợp nhật Hập nhật hẩn những đêm hàng Bơm mỹ dọi nhà bà tôi bay mất Đền sòng bay bay tuốt cả chùa chiền Thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết Bà tôi đi bán trứng ở ga làng Tôi trong suốt giữa hai bờ hư hực Giữa bà tôi và tiên Phật Thánh thần Cái năm đói củ dông riền luộc sượng Cứ nghe hôm mùi huệ trắng hương trầm Tôi đi lính lâu không về quê ngoại Dòng sông xưa vẫn bên lỡ bên bòi. Khi tôi biết hương bà thì đã muộn. Bà chỉ còn là một nắm cỏ hôi. Ừ. Rồi. Thực ra là bài thơ Đỏ Lèn là một bài thơ viết về tình cảm bà cháu. Cụ thể là viết về người bà của tác giả. Và ngày xưa chúng ta có từng đọc bài thơ Bếp Lửa. Không phải từng đọc nữa. Mà từng học và từng ôn thi bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt. Thì ít nhiều là cái bài thơ này sẽ rất là gần gũi với các bạn về đề tài tình cảm gia đình, tình cảm bà cháu và hình ảnh người bà ở trong ký ức và kỷ niệm của nhà thơ. Nên bây giờ mình thử xem nhé, với những câu hỏi đọc hiểu và nếu như mình phải viết một bài văn phân tích và cảm nhận về bài thơ này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Câu số 1 ha. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Phong cách ngôn ngữ, rồi là phương thức biểu đạt chính, từ lấy trong mỗi khổ thơ. Đây chỉ là câu hỏi nhận biết thôi nha. Nên là chúng ta sẽ nhìn cho anh vào bài thơ này. Bài thơ được viết theo thể thơ nào ta? Đếm số câu ở từng dòng thơ nha. Phú ơi Phú, em trả lời cho anh câu hỏi đầu tiên này nha Phú. Có chắc là 8 chữ không? đúng là tám chữ đúng không? <laughs> đúng không, phải lắm. Có ai phát hiện ra câu nào không ạ? À, thực ra là anh thấy có câu bảy chữ này. Ờ, có câu tám chữ, câu bảy chữ đúng không? Ví dụ như câu số hai nha, nếu váy bà đi chợ Bình Lâm á, đây là câu bảy chữ đúng không? Nhưng mà rồi là bà đi gánh chè xanh ba trại, câu này thấy không? Bà đi gánh chè xanh ba trại. Ừ. thì chúng ta thấy thấp thoáng đâu đó tất nhiên là số lượng câu tám chữ thì nhiều hơn và mình vẫn sợ, mình vẫn sẽ có một số câu là bảy chữ nên là chúng ta sẽ xác định bài thơ này được viết theo thể thơ nào Hà Phú Nguyễn Alo Phú ơi bài thơ được viết thể thơ nào Phú à, thể thơ 8 chữ vẫn là thể thơ 8 chữ luôn Thế cơ câu bảy chữ nào? là sao? à tự do chứ đúng không Ồ, thể thơ tự do chứ đúng không? Nên là đáp án câu số 1 là thể thơ tự do ha. Các em đã từng gặp cái câu hỏi liên quan đến phong cách ngôn ngữ chưa? Chúng ta có những phong cách ngôn ngữ nào các bạn biết không? Ai biết không? Ai biết cứ xung phong phát biểu nhé. Để anh không phải gọi nữa ấy thực ra cái bài này chúng ta chưa được học về phong cách ngôn ngữ nhưng mà anh sẽ nói qua cho cả lớp mình cái kiến thức này nha để anh mở cái file uh, tiếng việt đọc hiểu đi hình như anh có một cái bài liên quan đọc hiểu <laughs> Ok cái câu phong cách ngôn ngữ mình bỏ qua nha Tí nữa anh quay lại sau cho Anh đang mở cái file tài liệu cho cả lớp mình xem á Nên là cái câu phong cách ngôn ngữ mình tạm thời để lại ha Về phương thức biểu đạt chính Thì tất nhiên là đây là thơ đúng không Nên là nếu mà xét trên phương diện của cả bài Thì phương thức biểu đạt chính của bài thơ này Đó là biểu cảm Nên phương thức biểu đạt chính là biểu cảm ha Từ lấy ở trong mỗi khổ thơ Một bạn sẽ xác định cho anh từ lấy ở trong từng khổ thơ nha khổ một có từ lấy không? Không có đúng không? Phú ơi Phú, em trả lời hết câu số 1 nha. Nhìn cho anh từng khổ thơ, mình có những từ lấy nào ở trong những khổ thơ đó ta? Em có khổ một có không ừ, không ừ. khổ hai có không ừ. thống thắng, thống những cái gì ừ. <laughs> hai. đây này cái cách mà bạn ấy vừa đọc á tại vì cái đề này trình bày nó hơi bị đau mất á. cái cách mà chúng ta nhìn nha Đây là khổ một này cả lớp nhìn nha Đây là khổ một đây là khổ hai đây là khổ 3, đây là khổ 4. Ờ, anh, anh Ồ, nó, nó ừ. là... ừ, không sao đâu, các bạn hiểu là được á. Anh 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 chỉ các bạn hiểu là được á. Đây nhá, đây là khổ 1 nhá. Đây là khổ 2. Thấy không? Đây là khổ 3 không? Rồi Phú, nhìn cho anh ở khổ 2 này. Mình có tự lái ở khổ này không?

Bộ bốn có không, không Ờ, không năm không bộ không có bộ sáu không không, không có luôn ừ. thế thì chúng ta có hai từ lấy ở trong mỗi khổ thơ thôi đó là từ lào đào với lại từ thập thượng đúng không rồi cái câu mà phong cách ngôn ngữ mình bỏ lại nhá để anh tí mở lại tài liệu cho cả lớp mình xem mình trả lời được ngay luôn à Mẹ trả lời luôn nha, phong cách ngôn ngữ của bài này đó, đó chính là phong cách ngôn ngữ, nghệ thuật hay là văn chương. Ờ, tức là những cái tác phẩm liên quan đến chuyện ngắn này, liên quan đến văn học hay liên quan đến thơ ca ấy, thì chúng ta đều xếp đó là phong cách ngôn ngữ, nghệ thuật hoặc là phong cách ngôn ngữ, văn chương. Nên đó là cách chúng ta trả lời câu số 1 ha. Câu số 2, biện pháp tu từ được sử dụng ở trong khổ thơ thứ ba và nêu tác dụng biện pháp tu từ nghệ thuật được sử dụng ở trong khổ thơ thứ ba đây đây là khổ thơ thứ ba đúng không rồi ngân anh ngân em xác định xem là ở trong khổ thơ thứ ba này tác giả có sử dụng biện pháp tu từ nào Dạ. Uhm. em không biết nữa em thấy một cái từ lấy từ lấy có phải biện pháp tu từ không không phải đúng không? Tức là từ lấy nó chỉ là một dấu hiệu nghệ thuật thôi, còn từ lấy nó không thể là biện pháp tu từ được. Mình nhớ là ngày xưa chúng ta học về các biện pháp tu từ, mình có so sánh, nhân hóa, hoán dụ, ẩn dụ, liệt kê, điệp ngữ, nói quá đúng không? Mới giảm nói tránh, đào ngữ, câu hỏi tu từ thì đó. Thì bao nhiêu cái câu hỏi à bao nhiêu cái biện pháp tu từ thì chúng ta thử tìm xem. So sánh là không có đúng không? Nhân hóa không có này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghi ngờ những cái biện pháp còn lại đó. Có ai phát hiện là khổ thơ thứ ba này tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào không? Điệp ngữ bà. Điệp ngữ, điệp ngữ hay điệp từ? Điệp từ, điệp từ. Ồ, điệp từ bà đúng không? Rồi, còn gì nữa không? Ừ. Ừ. Nếu mà chỉ dùng từ điệp từ bà thôi á, thì sẽ không nói lên được cái nội dung gì đúng không tức là bà phải gắn liền với một cái gì đó ấy, thì chúng ta mới thấy được nội dung và chúng ta mới thấy được ý nghĩa còn nếu mà chỉ điệp từ bà thôi thì sẽ không thể nói được cái nội dung nào cả em nghĩ là liệt kê ở đâu nhở quán cháo đồng dao với lại hàng hành động của bà em nói nhỏ nhưng mà anh sợ các bạn không nghe được á nhưng mà anh nghe được nha <laughs> rồi xác đó chính là liệt kê đó. Ken thấy là một loạt những cái công việc bà làm không chúng ta thấy một loạt những cái công việc của bà làm đúng không đầu tiên nhá chính là mò cua xúc tép thứ hai là gánh chè đúng không và thứ ba là gì thập thượng những đêm hàn chúng ta thấy được công việc của bà không có đúng không và công việc của bà thì gắn liền với các địa danh như thế nào nhỉ? Chúng ta còn có liệt kê với các địa danh đúng không? Đồng quan, ba trại, quán cháo đồng giao. Thấy chưa? Thì cái biện pháp nổi bật nhất ở đây nhá, đó chính là biện pháp liệt kê đúng không? Liệt kê ra những cái địa danh cụ thể này và liệt kê ra những cái công việc của bà làm. Và đây chính là những công việc liên quan đến nghề gì nhỉ? cả lớp mình có biết đây là những công việc liên quan đến nghề gì không? Nghề mưu sinh á. Bà rất lam lũ, vất vả đúng không? Bà phải làm đủ mọi nghề để có thể kiếm sống á. Hoặc là có thể là nuôi sống cho cả gia đình. Nuôi cháu và nuôi cả gia đình á. Thì bà làm rất nhiều nghề đúng không? Rất nhiều nghề khác nhau. Và có một cái điểm chung ở trong những công việc này đó chính là công việc lam lũ, vất vả, và nhọc nhằn. Bà không chỉ làm ở một nơi mà bà đi khắp mọi nơi luôn đó. Bà đi rất nhiều những cái địa danh, đi rất nhiều những cái nơi chốn khác nhau và cho chúng ta thấy về cuộc đời của bà, đó là cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ và vất vả. Bà phải làm đủ mọi nghề á, bất cứ một nghề nào có thể kiếm tiền, bất cứ một nghề nào có thể nuôi sống cho cả gia đình. Thì quay trở lại cái câu hỏi là nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó thì cả lớp mình có nhớ ba bước khi mà chúng ta nêu tác dụng của biện pháp tu từ không? Đầu tiên nhé, anh nhắc lại cho cả lớp mình nhớ nhanh về ba bước nếu mà chúng ta gặp cái câu hỏi nêu tác dụng của biện pháp tu từ nha. Thứ nhất là về mặt hình thức đó, đó là tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt, cho sự diễn đạt. Thứ hai là về nội dung nhá, nội dung á thì chúng ta sẽ dựa vào ngữ cảnh như anh cửa nói với hiếu Vườn nãy phú có xác định đó là biện pháp điệp ngữ à điệp, điệp, từ đúng không điệp từ bà ấy nhưng mà cái từ từ bà đó sẽ không thể hiện được điều gì cả nếu mà chúng ta không còn những cái từ sau đúng không các bạn hiểu vấn đề này không nên là trong tất cả những cái biện pháp tu từ mà chúng ta xác định á nếu các bạn chỉ xác định điệp từ bà thôi thì đó là việc xác định nó chưa đủ bởi vì là Mỗi một từ bà thì sẽ không nói lên được điều gì về bà cả. Mà phải gắn liền những cái công việc, gắn liền với những địa danh kia, thì chúng ta mới thấy được cuộc đời của bà. Nên là nội dung như anh nói, uh, cho chúng ta thấy được những công việc cụ thể bà làm đúng không? Gắn liền với những địa danh, những cái nơi trốn cụ thể. Và qua đó chúng ta thấy được cuộc đời vất vả, nhọc nhằn, lam lũ của bà. Bà làm đủ mọi nghề để có thể kiếm sống, để có thể mưu sinh và nuôi sống cho cả gia đình. Và một người bà hiện lên đó là người bà Uh, lam lũ chịu thương chịu khó ấy. một người bà lam lũ vất vả nhọc nhằn hiểu chưa hiểu cái phần nội dung đó không và thứ ba nhá đó chính là phần thái độ và tình cảm của tác giả theo em nhá khi mà tác giả viết nên những câu thơ này á ông ấy đã dành tình cảm như thế nào dành cho người bà của mình ngân ơi ngân theo em thì tác giả đã dành thái độ và tình cảm như thế nào dành cho bà của mình Dạ là yêu thương với lại thương bà vì vất vả ừ. Yêu thương này Thương Kiểu chắc là dùng cái từ cảm thông đi ha Cảm dạ. thông thấu hiểu Và thương bà Vất vả Vân vân Đấy, đấy là cách chúng ta trả lời câu số 2 nha Nên là anh muốn các bạn sau này khi đi thi á, Chúng ta sẽ không bị mất điểm đáng tiếc ở câu hỏi này Nên là các em sẽ cố gắng nhớ cho anh ba cái gạch đầu dòng khi mà chúng ta gặp cái câu hỏi liên quan đến tác dụng của biện pháp tu từ nha cả lớp. Nhớ lại không? Rồi, đấy là câu số 2. Và câu số 3 này. Từ ngữ nào thể hiện sự lam lũ vất vả của người bà ở trong khổ thơ thứ ba của bài thơ? Chúng ta vừa phân tích đúng không? Thứ nhất là từ nào nhỉ? Từ cơ cực thể đúng không? Thấy từ này không? Từ nào cho thấy sự lam lũ vất vả của bà ấy? Đầu tiên đó chính là từ cơ cực đúng không? Thứ hai đó chính là từ nào? Là từ thập thững những đêm hàn. Hai cái từ này không Đây chính là hai từ. Các em có thể bổ sung thêm một số từ khác cũng được như là mò cua, xúc tép và cánh chè. Tuy nhiên nha, để mà tổng kết hay để làm nổi bật nhất cái sự lam lũ, vất vả của người bà trong khổ thơ thứ ba thì chúng ta sẽ xác định dựa trên hai từ ngữ. Đó chính là từ cơ cực và từ thập thững những đêm hàn. Đó, câu số 3 trả lời nhanh như vậy không? Rồi, câu số 4 này. Tâm sự nuối tiếc và hối hận của tác giả khi nghĩ về người bà được thể hiện rõ nhất qua khổ thơ nào? Và được thể hiện như thế nào nha? Thưa ra câu hỏi số 4 này là câu hỏi rất là dễ. Nhưng mà nếu mà hỏi đến đây thôi thì nó đơn giản quá. Nên là anh muốn hỏi thêm các bạn là cái sự nuối tiếc á, cái sự nuối tiếc và ân hận được thể hiện như thế nào trong cái khổ thơ đó. Rồi muốn gọi bảo ngọc nhưng bảo ngọc nói bé có bảo ngọc ơi <laughs> em có thể đổi sang điện thoại được không <laughs> oh. đổi sang điện thoại nói to hơn nhá ngân anh ngân theo em nhá cái sự nối tiếc và hối hận của người cháu khi nghĩ về bà ấy được thể hiện qua khổ thơ nào ta dạ khổ cuối ờ uh, và cái sự nối tiếp ân hận được thể hiện như thế nào ở trong hồ thơ đó? Ừ. Đâu rồi? Tôi đi lính không về quê ngoại Dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi Khi tôi biết thương bà thì đã muộn Bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi á Tại sao là biết thương bà thì đã muộn ta? Anh có biết vì sao Nhạc. không? Tại bà mất rồi Ừ, bà mất rồi Nhưng mà ừ, Tại sao tác giả lại Có cái sự nuối tiếc và ân hận Trước cái sự thật là bà đã không còn Ở bên tác giả nữa ta? Dạ Nhạc nghĩ là tại trước đó không trân trọng khoảnh khắc ở bên bà nên là khi bà mất thì tác giả thấy hối hận ừ. Em để ý mà xem nhé Những đoạn đầu tiên này Thở nhỏ tôi ra cổng na câu cá Bắt chim sẻ ở vành tay tượng Phật Và đôi khi trộm nhãn ở chùa Trần Rồi nhá Thở nhỏ tôi lên chơi đền cây thị Điệu hát văn lào đảo bóng cô đồng Em thấy không? Tức là bà thì đi đâu? Bà thì đi mưu sinh đúng không? Còn tuổi thơ của tác giả thì có đi theo bà trong những cái chuyến mưu sinh đó không? Hay là tác giả đi đâu ta? Dạ không. Tác giả, Tức là giả đi đâu nhỉ? Tác giả đi chơi. Ồ đúng rồi. Nên là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là tác giả không che giấu đi thời thơ ấu của mình. Đó là một chú bé rất là hiếu động. Từng trải qua tất cả những cái trò tinh nghịch của một đứa trẻ vùng nông thôn nghèo. Đã sống những ngày tháng hồn nhiên Có phần bản năng và không được rèn rũa nhiều Tức là nói chung là Đại loại là đây là một cậu bé rất là mải chơi đúng không Và hồi nhỏ thì bởi vì mải chơi Bởi vì hiếu động Và cũng tham gia những cái trò tinh nghịch Của một đứa trẻ vùng th vùng nông thôn nghèo thôi Nên là cậu bé đã không có thể giúp đỡ bà Không thể ở bên cạnh bà Trong những cái chuyến đi mưu sinh đó Và bây giờ lớn khô và trưởng thành rồi đúng không Thì tác giả mới thấy thương bà và khi thương bà thì đã quá muộn bởi vì bà không còn ở bên cạnh tác giả nữa. Nên là cái sự nuối tiếc và ân hận của tác giả khi nghĩ về người bà sẽ được thể hiện rõ nhất ở trong cái khổ thơ cuối cùng. Đó. Phần lớn con người ta chỉ biết thực sự yêu thương người khác khi mà cơ hội đến đáp đã không còn. Và đây chính là một giá trị thức tỉnh bất ngờ được gửi gắm ở trong cái khổ thơ cuối cùng của bài thơ. Các em có quen không? Ngày xưa chúng ta học bài ánh trăng chưa? À, anh ơi Ôi. cái uh, cái câu số 3 nó có phải là từ cơ cực với lại thập thưởng những đêm hàng Đúng rồi, anh vừa chữa rồi mà vâng tại lúc đó em đổi điện thoại nên em không kịp nghe ừ. mà kịp nghe câu số 4 chưa đó dạ rồi ừ. cả lớp mình hiểu cách trả lời câu số 4 chưa Tức là hồi nhỏ đúng không Thì tác giả là một đứa trẻ ham chơi á một, đứa, một chú bé hiếu động ham chơi và từng trải qua tất cả những trò tinh nghịch của một đứa trẻ vùng nông thôn nghèo. Và nói chung là một cái tuổi thơ rất là hồn nhiên và vô tư đúng không? Ờ, nhưng mà cậu bé không đỡ đần bà, không giúp đỡ bà và không ở bên cạnh bà trong những cái chuyến mưu sinh hay là trong những cái lần bà lam lũ vất vả nhọc nhằn. Và bây giờ khi đã trưởng thành lớn khôn thì thấy thương bà đã quá muộn bởi vì người bà đã không còn ở bên cạnh tác giả nữa. Nói giảm nói tránh nha, là người bà không còn ở bên cạnh tác giả nữa. Và chúng ta thấy rằng là uh, phần lớn con người ta ấy, chỉ thực sự biết yêu thương người khác khi mà cơ hội đền đáp đã không còn. Và đây chính là một cái giá trị thức tỉnh bất ngờ được gửi gắm ở trong khổ thơ cuối cùng của bài thơ. Thì anh đang muốn hỏi các bạn là ngày xưa các bạn còn nhớ bài thơ Ánh Trăng Nguyễn Duy không? Khổ thơ cuối cùng bài thơ Ánh Trăng Nguyễn Duy là gì nhỉ? A còn nhớ khổ thơ cùng bài thơ anh Trang Nguyễn Duy không? Trăng cứ tròn vành vạnh. Đúng phải. Kể chi người vô tình à? Ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật mình đúng không? Không biết anh đọc câu đầu tiên có đúng không nhưng mà trăng cứ tròn vành vạnh. Kể chi người vô tình á? Ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật mình. Thì phong cách sáng tác Nguyễn Duy nha. Có một đặc điểm trong phong cách sáng tác Nguyễn Duy đó chính là ông ấy luôn gửi gắm một cái suy nghĩ hay là gửi gắm một cái triết lý sâu sắc nào đó ở cái khổ thơ cuối bài và những cái khổ thơ cuối bài thường mang một cái giá trị thức tỉnh bất ngờ ở trong bài thơ ánh trăng của nguyễn duy chúng ta đã một lần nhìn thấy cái giật mình của tác giả trước cái sự vô tình lãng quên đi quá khứ thủy chung và tình nghĩa thì ở trong bài thơ đò lè của nguyễn duy chúng ta lại bắt gặp một cái giá trị thức tỉnh bất ngờ đó là khi tôi biết thương bà thì đã muộn bà chỉ còn là nấm cỏ mà thôi á nên đây cũng chính là một trong những cái sáng tác à một trong những cái đặc điểm nổi bật trong các sáng tác Nguyễn Duy đó là giá trị thức tỉnh đó chính là những cái suy nghĩ những cái triết lý rất là sâu sắc được ông gửi gắm vào trong bài thơ của mình đấy không để cách trả lời câu số 4 nha rồi và câu hỏi số 5 anh, anh ơi cái rồi. cái câu nãy là anh nói phần lớn con người gì đó khi cơ hội đền đáp đã không còn phần lớn con à, người ta anh... chỉ thực sự biết yêu thương người khác phần lớn con người ta chỉ thực sự biết yêu thương người khác á khi mà cơ hội đền đáp đã không còn anh cho em chích cụ cầu đó với anh ghi lại hả ừ. đây phần lớn con người ta chỉ thực sự biết yêu thương người khác khi cơ hội đền đáp đã không còn và đây chính là giá trị thức tỉnh bất ngờ của bài thơ Đó, đấy là cách chúng ta trả lời câu số 4 ha. Thế nhưng còn cái phần trên nữa, chúng bạn tự trả lời nha. Bây <laughs> giờ trước hỏi hồi nhỏ tác giả là đứa trẻ như nào á? Xong rồi cuộc đời bà như nào đúng không? Nhưng mà tác giả có ở bên cạnh bà không? Có yêu thương bà không? Có lo lắng và cảm thông cho bà không? Câu trả lời là không đúng không? Đến lúc nhận ra, ấy, đến lúc trưởng thành lớn khôn thì thương bà đã quá muộn rồi. Những phần đó các bạn tự trả lời ha. Thì cái câu chuyện là phần lớn con người ta chỉ biết thực sự yêu thương người khác khi mà cơ hội đến đáo đã không còn. Và đây chính là giá trị thức tỉnh bất ngờ của bài thơ viết về tình cảm bà cháu nói riêng và tình cảm gia đình nói chung. Rồi, câu hỏi số 5 nhé. Đây là một câu hỏi nâng cao bởi vì các bạn cần phải đọc kỹ bài thơ và chúng ta sẽ phát hiện là hình ảnh người bà qua ký ức của tác giả trong bài thơ đó là một người như thế nào? Phú ơi Phú, em trả lời cho anh câu số 5 này nhé. Hình ảnh người bà trong ký ức của tác giả trong bài thơ ấy, đó là một người như thế nào ta? Cơ cực. đầu tiên á, cuộc đời của bà như nào nhỉ đời của bà rất là cơ cực ừ cơ cực có vất vả nhọc nhằn và lam lũ không có ừ bà lam lũ rồi đây cơ chính nào? là chúng ta nói về cuộc đời bà ha và thứ hai á đó là phẩm chất của bà tìm cho anh những cái dòng thơ và chi tiết thơ thể hiện phẩm chất của người bà được thể hiện ở trong bài thơ này bà bà hiện lên với những phẩm chất nào nhỉ bà có tình yêu thương cháu không theo em nhé một đặc điểm của tất cả những người bà ấy đó chính là bà rất giàu lòng bà rất giàu tình yêu thương thì em có thấy rằng bà có phải là người bà giàu tình yêu thương với cháu không có tình yêu thương nó à. thể hiện qua chi tiết nào bà Câu là giữa bà tôi và tiên Phật Thánh Thần Cái năm đói củ rong giềng luộc ruộng cứ nghe thơ mùi huệ trắng hương trầm Em hỏi hiểu ý nghĩa câu thơ này không? Cái năm đói là cái năm nào nhỉ? 1975 1975 Chắc hôm đó Không biết 1945 1945 được không? Năm mà đất nước của chúng ta phải hứng chịu cái nạn đói Năm 1945 đó. Thì cái năm đói của dòng riềng lược sụa Tức là, là Của dòng riềng lược sụa Thì điều này muốn nói lên điều gì nhỉ?

Đây chính là khó khăn của hai bà cháu Trong cái khốn khó chung của đất nước Lúc bấy giờ đúng không Đúng không à. Đây là cái khó khăn của hai bà cháu Trong cái khốn khó chung của đất nước Lúc bấy giờ Và cái câu chuyện là Cái năm đói củ rong riềng luộc sượng á, Ý muốn nói là Tất cả muốn nhớ lại về những cái năm tháng Mà hai bà cháu đã nương tựa vào nhau Cùng chia nhau cái củ sắn và củ khoai Để vượt qua những cái năm tháng Đói nghèo của đất nước và bà chính là người đã cưu mang đúng không? Tức là bà chính là người đã cưu mang á, đã dạy dỗ, đã cưu mang, đã giúp cháu có thể vượt qua những cái năm tháng đói nghèo của đất nước. Nên là thực ra ý thơ này chúng ta không thấy rõ về tình yêu thương. Nhưng mà chúng ta hiểu nhé. Là đây chính là cái khó khăn của hai bà cháu trong cái khốn khó chung của đất nước lúc bấy giờ. Đó là nạn đói năm 1945. Và đó chính là những cái năm tháng mà hai bà cháu đã sống cùng với nhau, nương tựa vào nhau, cùng chia nhau từng củ sắn, củ khoai để đi qua những năm tháng đói nghèo của đất nước. Và từ đó chúng ta có thể thấy rằng bà là một người bà giàu tình yêu thương. Bà không chỉ có công ơn dạy dỗ cháu nên người mà bà còn cưu mang đùm bọc cháu trong những cái năm tháng khó khăn của đất nước. Đúng không? Nên là bà là một người giàu tình yêu thương nhé. Thứ hai này, Được. Em nhìn sang cái câu thơ là Bom Mỹ rội nhà bà tôi bay mất Đền sòng bay bay tuốt cả chùa triền Thành với Phật rủ nhau đi đâu hết Bà tôi đi bán trứng ở ga lèn Em còn thấy phẩm chất nào nữa Ở trong đoạn này ta Ờ. Ừ. Ý chí yêu. Ừ. Ý chí sống hoài ý gì còn nhớ cái đoạn thơ trong bài thơ bếp lửa không gì nhỏ năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi hàng xóm bốn bên trở về lầm lội đỡ đàn bà dựng lại túp lều tranh vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh bố ở chiến khu, bố còn việc bố mày có viết thư chớ kể này kể nọ cứ vào nhà vẫn được bình yên á thì thực ra cái đoạn thơ đó cũng giống với đoạn thơ này á bom mỹ rội nhà bà tôi bay mất nhưng mà bà tôi vẫn đi bán trứng ở ga lèn Chúng ta thấy được phẩm chất nào người bà ở trong đoạn thơ này nhỉ? Bảo Ngọc có biết không Bảo Ngọc? Dạ, chịu thương chịu khó ừ, Chịu thương chịu khó Gì nữa? Ờ, chấp nhận vượt qua khó khăn bom đạn để đi kiếm tiền và nuôi gia đình ừ. Chấp nhận vượt qua khó khăn vượt qua khó khăn vượt qua bom đạn đúng không? Để đi kiếm để đi kiếm tiền. Ừ. Và giàu tình yêu thương đúng không? Thực ra <laughs> anh sẽ viết hơi khác một xí nhá, viết theo kiểu văn chương hơn đó. Bà là một người bà giàu nghị lực. Tức là vượt qua khó khăn, vượt qua bom đạn đó để mà đi bàn chứng để kiếm tiền đúng không? Thì chúng ta sẽ nói rằng là bà là người bà giàu nghị lực là một người bà rất là kiên cường và bất khuất. Giàu nghị lục nha, kiên cường và bất khuất trong những năm tháng mưa bom bão đạn của chiến tranh. Các em có thể viết cái câu đó cũng được. Thì các bạn cứ viết theo cách hiểu của mình nhá. Ok, rồi. Vân vân nha. Đấy là cách chúng ta trả lời câu số 5 nha cả lớp. Rồi. Ôi, nhiều câu hỏi tự luận quá sợ là chưa không kịp đó đây bây giờ các bạn sẽ nhìn cho anh những cái câu hỏi này nha xem là câu hỏi nào không trả lời được không anh sẽ gợi ý cho cả lớp mình sợ là không kịp cái phần sau nữa cô quá là nhiều câu hỏi tự luận rồi nhìn cho anh câu 7 đến câu 12 còn 5 câu hỏi tự luận đúng không có câu nào chúng ta không trả lời được các bạn chủ động hỏi anh luôn ha được chưa? còn câu nào không làm được không? À, bà Ngọc ơi, còn câu nào không làm được không bà Ngọc? Ừ, dạ không, em đang suy nghĩ mấy cái câu mà suy nghĩ về hai câu thơ. khi tôi biết thương bà để quá muộn bà chỉ còn là cái nấm cỏ mà thôi Ờ, à, em suy nghĩ ra rồi nên em thấy không có câu nào làm khó em. À, thu Ngân đây còn câu nào làm khó em không thu Ngân? em nghĩ là câu 7. Câu 7. Nhan đề của bài thơ có ý nghĩa là gì? Bảo Ngọc trả lời câu hỏi này không Bảo Ngọc? Dạ. Yeah. Nhan đề của bài thơ có ý nghĩa là gì nhỉ? Yeah, em em nghĩ cái đò liền này là, là cái nơi mà bà với cháu ở đây nó là cái nơi mà gắn liền với tuổi thơ cơ cực của cháu bên người bà yêu đầy tình yêu thương kiểu đại khái em nghĩ vậy ừ. à, em nghĩ vậy em nghĩ đò liền là cái nơi mà bà bà và cháu ở đó là cái nơi mà tuổi thơ của cháu còn à, đây là một cái thời kiểu À, một cái nơi mà chứng kiến được cái sự bất vả của người bà trong quá trình mà nuôi người cháu lớn khôn đúng rồi chính đúng xác đó xin... <laughs> à, nhan để đỏ lèn đó đó chính là một cái địa danh nha chính xác đó là một địa danh đó và đúng như em nói đó, đó chính là nơi nói chung là nhan đề là đỏ lèn đúng không các bạn để ý mà coi nha cả bài thơ không hề nhắc đến con đỏ đúng không cả bài thơ không hề nhắc đến một con đò nào cả mà cả bài thơ chỉ nhắc đến những cái địa danh thôi thì phải chăng đò lèn đó chính là một địa danh và cũng chính là hình tượng nghệ thuật biểu tượng cho người bà tần tảo sớm hôm cho quê hương cho cội nguồn và cho những giá trị tinh thần sâu nặng ở trong tác giả thì chúng ta ngầm ngầm đoán được nhá đò lèn ở đây á, đó chính là nơi uh, gắn liền với ký ức tuổi thơ của tác giả là nơi đã chủ đã chứng kiến biết bao nhiêu cái niềm vui và nỗi buồn của tuổi ấu thơ và nơi ấy đúng không? Có người bà tần tảo sớm hôm, có người bà lam lũ vất vả nhọc nhằn làm đủ mọi nghề mưu sinh, kiếm sống và nuôi cả gia đình. Nên là cái nhan đề đỏ lèn ở đây nhá, đó chính là ký ức, đó chính là nỗi nhớ niềm thương, đó là địa danh và đồng thời đó cũng chính là hình tượng nghệ thuật tiêu biểu cho người bà tần tạo khuya sớm này cho quê hương cội nguồn và cho những cái giá trị tinh thần cao đẹp ở trong mỗi con người đó chính là tình yêu thương bà đó chính là tình cảm gia đình và mở rộng ra đó chính là tình yêu quê hương đất nước đó chính là cách chúng ta trả lời nhan đề của bài thơ đỏ lèn ở đây nhá tất nhiên chúng ta hiểu tất trong cả bài thơ không nhắc đến một con đỏ nào cả <laughs> thì đỏ lèn ở đây chúng ta hiểu đó là địa danh nhá một địa danh á và nơi đó đã chứng kiến Nơi đó đã lưu giữ kỷ niệm này là nỗi nhớ niềm thương ở trong ký ức của tác giả, nơi hai bà cháu đã cùng sống với nhau và đồng thời đó cũng chính là nơi đã chứng kiến biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, biết bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn của đất nước và chứng kiến cái cuộc sống miêu sinh đầy vất vả của bà, tần tào sớm hôm, thức khuya dậy sớm, vất vả nhọc nhằn kiếm sống để nuôi cho cả gia đình. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu đến đó rồi thì chúng ta hiểu rằng là đỏ lèn ở đây không đơn giản chỉ là một địa danh nữa mà đò lèn đã trở thành một hình tượng nghệ thuật, biểu tượng cho người bà tần tảo khuya sớm, cho quê hương cội nguồn và cho những giá trị tinh thần sâu nặng ở mỗi con người. Giống như cái ý nghĩa thức tình ở cuối bài thơ. Đó. Phần lớn con người ta chỉ biết yêu thương người khác khi mà cơ hội đền đáp đã không còn đúng không? Nên là cái giá trị tinh thần ở đây đó chính là hãy biết trân trọng những người thân yêu của chúng ta ngay trong chính cái giây phút hiện tại, ngay trong chính cái giây phút mà chúng ta còn ở bên cạnh với nhau á đành rằng là nước mắt chảy xuôi không ai có nước mắt chảy ngược bao giờ đúng không nhưng mà chúng ta hãy trân trọng những người thân yêu biết yêu thương, biết cảm thông và uh, nói chung là biết trân trọng những cái giây phút mà mình còn ở bên cạnh những người thân yêu của mình vì thời gian, chất, thời gian thì trôi qua rất là nhanh cuộc đời thì vô cùng ngắn ngủi đừng để một ngày kia không còn kịp nữa thì đấy chính là thông điệp mà Nguyễn Di, ông ấy muốn gửi gắm thông qua cái nhan đề đỏ lèn này của mình hiểu không đó cả lớp ngân ơi ngân hiểu ý anh vừa nói không ngân Dạ hiểu ờ, bà ngọc hiểu không Đã có ok rồi rồi những cái câu hỏi tự luận này các bạn cứ xem thêm nhé anh sẽ gửi lại cái file này cho cả lớp mình theo dõi luôn và các bạn có thể về nhà xem thêm để anh sẽ giải thích cụ thể hơn với các bạn cho từng câu hỏi còn chắc là thời gian còn lại á mình sẽ cùng nhau làm mấy câu này không đây chính là một cái câu, viết một bài văn phân tích đánh giá nội dung về tác phẩm, bài thơ trên. Rồi, mình sẽ đi từng đoạn văn nhé, để các bạn dễ hình dung hơn là trong cái bài văn đó thì chúng ta sẽ viết như thế nào. Thì đầu tiên này, đoạn văn số 1 nhé, anh sẽ ghi luôn á, đoạn văn số 1 đó chính là đoạn văn mở bài. Ừ. Thì mở bài các bạn sẽ viết như thế nào? Ý tưởng cho cái phần mở bài á, Ai đã có ý tưởng cho cái phần mở bài rồi? Em nghĩ là dẫn dắt từ bà bếp lửa. Dẫn dắt từ gì con? Bà bếp lửa, mình lấy bếp lửa là tôi dự bên ngoài cái phần mở rộng dẫn dắt, em nghĩ là nên làm bà bếp lửa. Ồ, để nhưng mà tự dưng nhá. <laughs> Tức là nếu mà em chỉ Đấy chọn một bà bếp lửa thôi thì nó đang hơi bị, nó hơi bị gượng ép á. Tại sao cứ phải ép bếp lửa vào cho cái bài này? Tại tại vì bếp bếp lửa học rồi ai cũng biết hết nên là bếp lửa dễ. nhưng mà thường nha, chúng ta sẽ nên đi theo cái đề tài á Các em có thể nói là Thực ra là trong cái dòng chảy của thơ ca hay là trong dòng chảy của văn học đúng không? Chúng ta có không ít Chúng ta có không, nói chung là chúng ta có không nhiều á Chúng ta có không nhiều những cái bài thơ hay Viết về tình cảm bà cháu Ừ. Ví dụ như là bài thơ bếp lửa của Bằng Việt hay là bài thơ tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh đúng không? Ờ, và tại sao tình cảm bà cháu lại là một cái tình cảm ừ, như thế nào nhỉ? Tại sao đó là một tình cảm rất là sâu đậm á? Một cái tình cảm ừ, mà ờ, sâu đậm này, một cái tình cảm mãnh liệt hay là một cái tình cảm nồng cháy ở trong trái tim của mỗi nhà thơ? Bởi vì là tuổi thơ của ai cũng đi qua những cái lời hát ru của bà tuổi thơ của ai cũng đã từng đi qua những câu chuyện cổ tích và thường hay kể ừ. và tuổi thơ của ai cũng từng đi qua gắn liền với tình yêu thương á, gắn liền với cuộc đời vất vả nhọc nhằn lam nỗi của bà kiểu như vậy thì các em có thể dẫn dắt từ tình cảm bà cháu hay là hình ảnh người bà ở trong thơ ca bởi vì anh nghĩ là bất cứ một đứa trẻ nào khi mà chúng bất cứ một đứa trẻ nào khi lớn lên á, thì tuổi thơ của chúng ta đều gắn liền với người bà hoặc là đều gắn liền với những cái lời hát ru gắn liền những câu chuyện cổ tích và thường hay kể và gắn liền với tình yêu thương sự cưu mang đùm bọc và dạy dỗ của bà nữa nên là đã có rất nhiều những cái tác phẩm thơ ca hay viết về đề tài người bà cũng như là đề tài tình cảm bà cháu và một trong số đó phải kể đến bài thơ đò lèn của nhà thơ Nguyễn Duy ừ. hiểu không thì các bạn có thể chọn rất nhiều cách dẫn dắt cho cái phần mở bài nhé. Các em có thể đi từ tình cảm gia đình, các em có thể đi từ ký ức tuổi thơ hoặc các bạn có thể đi từ hình ảnh người bà trong thơ ca. Mà chúng ta đừng có gò ép vào một bài thơ nhé. Tại vì khi mà chúng ta bắt đầu từ cái đề tài như vậy á, thì mình nên đi từ rất nhiều tác phẩm cùng chung cái đề tài đó. Thì có hai tác phẩm nổi tiếng viết về tình cảm bà cháu mà chúng ta đã từng học ở trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở. Đó chính là bài thơ Bếp Lửa của Bằng Việt và bài thơ Tiếng Gà Chưa của Xuân Quỳnh. Và ngày hôm nay thì chúng ta được học thêm một bài thơ nữa, đó chính là bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy. Đây cái phần mở bài các bạn tự tham khảo thêm ha. chúng ta có một hướng đi rồi á, quan trọng là chúng ta sẽ viết như thế nào cho nó ngắn gọn và xúc tích nhất có thể là được. Rồi, và thứ hai nhá, đoạn thứ hai này, đó chính là cái đoạn thân bài. Và thường nhá, khi mà chúng ta viết cái đoạn thân bài này, anh sẽ cần các bạn giới thiệu cho anh vài nét, giới thiệu vài nét về tác giả và tác phẩm chúng ta còn nhớ thông tin về nguyễn duy không <laughs> ai còn nhớ thông tin gì về nguyễn duy mà ngày xưa chúng ta được học ở bài ánh trăng không đâu rồi đâu mất tiêu rồi quên hết về nguyễn duy à các anh còn nhớ nguyễn duy là một nhà thơ nổi tiếng Ai à, mà thơ nhà thơ trưởng thành từ cuộc kháng chiến nào nhỉ là cả lớp có ai còn nhớ là nguyễn duy á ông ấy thuộc nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến nào không cùng thời với ai nhỉ Thì nó mất tiêu rồi hãy giới thiệu đôi, đôi nét khái quát về tác giả và tác phẩm nha để anh mở cái đường link này cho cả lớp mình nhanh hơn nha chúng ta còn có 20 phút nữa thôi nên là mình sẽ cùng nhau đi nhanh cái bài này có gì không hiểu cứ hỏi anh nha cả lớp anh có gửi cho cả lớp mình một cái đường link phân tích bài thơ đò lèn của nhà thơ nguyễn duy á em có thể mở cái đường link ra đó để xem nha anh cũng sẽ show màn hình cho cả lớp mình theo dõi luôn <laughs> Rồi, thấy màn hình của anh không? Ngân ơi Ngân, em đọc giúp anh cái đoạn văn đầu tiên giới thiệu về tác giả, về tác phẩm nha Ngân. Trong phong trào chơ, hơ trẻ hồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nguyễn Di xác lập được một lối đi riêng không ngang tàn bụi bặm theo kiểu phạm tiến dược, không gân gút như Nguyễn Đức Mậu hay nghiêm trang như Nguyễn Khoa Điềm, mà nghiêng về quan sát, phân tích đời sống rồi bằng trải nghiệm cá nhân, rút ra những triết lý bất ngờ và sâu sắc, hơi hơi ấm ố rơm che Việt Nam từ 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 cùng từ mạnh, từ 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 hơi ấm, khoan khoan khoan, em đọc ấm bài thơ sai á. Hơi ấm ổ rơm, hơi ấm ổ rơm. Hơi ấm, tại vì oh. nó hơi nhỏ, nó không có rõ dấu. từ oh. hơi ấm ổ rơm. Hơi ấm ổ ấm ổ Hơi ấm ổ, ổ, rơm. Hơi ấm, hơi ấm, ổ rơm che Việt Nam đều cùng mạch suy tư khởi nguồn từ những điều bé nhỏ. Đọc Nguyễn Di thường bắt gặp những xúc cảm đầm ấm, hồn hậu đã lắng kết trong ta thành ký ức cội nguồn, thành tâm hức văn hóa như mùi hương tuổi thơ, dẫu phản phất mơ hồ mà không thể nào quên được. Đò làng được viết sau ngày đất nước đã im tiếng súng, con người trở lại quỹ đạo của đời sống hòa bình, nhưng ở đây vẫn nhưng ở đây vẫn nguyên vẹn là một Nguyễn Di Nguyễn Di đắm sâu chiếc lý mà hanh thoát nhẹ nhõm trong hơi hở trong hơi hơi dân đã tự nhiên một cái tôi nghệ sĩ có khả năng kết nối từ hồi ức riêng tư đến lịch sử dân tộc ừ. Được rồi ờ, Đợi anh một xíu nhé <laughs> Alo Diệp ơi Trời. ờ, Đợi anh một chút nha cả lớp Có một số bạn lớp 9 đang vào học đó nên anh dạy các bạn ấy vào lịch sau. Diệp ơi Diệp, anh có nhắn cho cả lớp mình ngày hôm nay mình sẽ học từ lúc 10 giờ 30 á, nên là Diệp vào lại cho anh vào lúc 10 giờ 30 nha Diệp. Như được. Ừ. Chân ơi chân. Ờ, anh có nhắn cho cả lớp mình là học vào lúc 10 giờ 30 đó chân, nên là bảo chân vào lại giúp anh vào lúc 10 giờ 30 nha chân ơi. Alo bảo chân ơi có nghe được không đó? Yeah. Ừ, vào lại giúp anh vào lúc 10 giờ 30 nha. Ừ, em sẽ out ra nha, tại vì anh đang dạy các bạn lớp 10 á, nên là em sẽ out ra trước nha, vào lại lúc 10 giờ 30 học cùng với các bạn lớp 9 sau. Yeah. Ừ. Rồi, mình quay trở lại cái này ha. Tự Dương cái này nó đang thay đổi. Cái cái, cái gì nhỉ? Cái cái dung nó đang bị thay đổi á. Đây, đây chính là cái thông tin cơ bản về nhà thơ Nguyễn Duy nhá. Các em có thể đánh dấu cho những keyword như sau này. Ờ, không cần nhớ hết đâu nhớ hết là khả năng thuộc ngoài cái khả năng của chúng ta rồi nên là chúng ta chỉ cần nhớ ra cái này thôi Ủa ngày xưa cái này nó là một cái khác mà anh không hiểu nó mới thay đổi cái này nên nó hơi khó chồng bị cứu nước thôi các bạn đánh dấu nhá <laughs> anh đánh dấu nó sẽ hơi mất thời gian đó tại vì anh đang không dùng quen cái file mới này đầu tiên này, về Nguyễn Duy nhá, các bạn sẽ nhớ cho anh đó chính là ông ấy là nhà thơ trẻ thời chống Mỹ cứu nước, cùng thời với Phạm Tiến Duật, cùng thời với Lâm Thị Mỹ Dạ hay là cùng thời với nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Họ đều là những gương mặt trẻ rất nổi tiếng ở phong trào thơ mới. Và đặc điểm trong các sáng tác của Nguyễn Duy đó, đó là ông ấy quan sát bằng những trải nghiệm của cá nhân. Ví dụ như chúng ta từng đọc bài thơ Nguyễn Duy rồi đúng không? hay là đến đây chúng ta học bài thơ đò lèn thì chúng ta đều thấy rằng là ông ấy đều quan sát từ những cái trải nghiệm cá nhân và rút ra những triết lý bất ngờ và sâu sắc ở trong bài thơ của mình và đọc thơ nguyễn duy thì chúng ta thường bắt gặp những cảm xúc đầm ấm hồn hậu đã lắng kết trong ta thành ký ức cội nguồn thành tâm thức văn hóa như mùi hương của tuổi thơ dẫu phản phất mơ hồ mà vẫn không thể nào quên được đó là cái phần thông tin mà các bạn cần ghi nhớ về nguyễn duy còn về tác phẩm đó, <laughs> Các em có thể ừ, Nhớ cho anh hoàn cảnh ra đời Của bài thơ này Đó là năm bao nhiêu Tìm lại nha ừ. Đò lèn Đây, kem thấy không? Bài thơ được viết vào tháng 9 năm 1983. Và năm 1983 đó là năm nào? Đó là cái năm mà đất nước của chúng ta đã im tiếng súng đúng không? Được viết sau ngày đất nước im tiếng súng, con người trở lại quỹ đạo cuộc sống hòa bình. Nhưng ở đây vẫn còn nguyên vẹn một con người, à, ở đây vẫn còn nguyên vẹn là Nguyễn Duy đắm, đắm sâu triết lý mà thanh thoát nhẹ nhõm, trong hơi thở dân dã tự nhiên một cái tôi nghệ sĩ có khả năng kết nối từ ký ức riêng tư đến lịch sử của dân tộc thì chúng ta hiểu nha ờ, năm 1983 đúng không đó chính là thời điểm mà đất nước của chúng ta đã hòa bình ờ, và bài thơ này được viết dựa trên những ký ức tuổi thơ của tác giả tức là đây chính là cái thời điểm mà tác giả đã trưởng thành giống như bài thơ bằng việt đó được viết khi mà nhà thơ đã trưởng thành đúng không? Người cháu đi xa thì bài thơ này cũng như vậy. Đây chính là cái thời điểm mà nhà thơ Nguyễn Duy, ông ấy đã trưởng thành và ông ấy đã nhớ về cái hồi ức kỷ niệm tuổi thơ của mình với người bà. Nên là chúng ta có thể nói như vậy về hoàn cảnh ra đời của bài thơ này. Đấy không? Rồi tiếp này, mình sẽ cùng nhau phân tích cái bài thơ này như sau. Các em nhìn tranh cái khổ thơ đầu tiên nhé. Hở nhỏ tôi ra cổng đa câu cá, Ừ. Ừ, có nhiều bạn anh nhắn thôi để kệ đi đây đọc cho anh cái phần này nhé ờ, à, bài thơ triển khai theo cách cấu dòng chảy của hoài niệm tuổi thơ ngỡ ngọt ngào mà hòa ra xót xa và ngậm ngồi thở nhỏ tôi ra cổng na câu cá thở nhỏ tôi lên chơi đền cây thị rồi giải bày là tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế rồi suy tưởng tôi trong suốt giữa hai bờ hư thực rồi kể lệ, bom mỹ dội nhà bà tôi bay mất tôi đi lính lâu không về quê ngoại thì đại từ tôi bé nhỏ cá nhân có vẻ âm thầm không phải cái thế kiêu bạc của người lính chiến ung dung buồn tái ta ngồi mà chịu nợ những ân tình những bộc bạch và sẻ chia à, cái tôi hồi ức kể lệ dãy bài ấy là cầu nối của hai mạch thơ và hai tính chất của bài thơ này mạch tự sự và mạch trữ tình tính chất kể lệ phản ánh một câu chuyện và suy tưởng chiêm ngẫm cảm xúc những nông sâu của lẽ đời đó là một cái cấu có thể tìm thấy ở nhiều bài thơ khác như là hơi ấm ổ rơm hay là bài thơ ánh trăng rất là gần gũi với chúng ta đã từng học. Nhưng mà có lẽ nhé, cái nét riêng biệt ở trong đò lè của Nguyễn Duy á, nằm ở sức níu tương phản, hiện thực, đó là cái đói và chiến tranh, và tâm linh, tiên, Phật, thánh thần, lịch sử và đời thường, cá nhân, bà tôi. Và điều kỳ lạ được cảm nhận từ sức mạnh của những tương phản, đó là cái đói không hủy diệt được cái đẹp tâm linh, trong khi mà chiến tranh bom Mỹ dội hủy diệt được cả tiên phật thánh thần nhưng cái đói nghèo là sự tàn khốc của chiến tranh bất ngờ lại tôn lên sừng sững vững chãi hình ảnh của người bà Các em hiểu cái câu này không tức là chiến tranh có thể tàn phá đi mọi thứ đúng không cái đói cái nghèo có thể hủy diệt đi tất cả nhưng có một điều mà chiến tranh và cái đói cái nghèo không thể hủy diệt được đó chính là vẻ đẹp và phẩm chất của con người việt nam đặc biệt đó chính là vẻ đẹp và phẩm chất của những người bà của những người mẹ ở hậu phương trong chiến tranh. Đó là gì ta? Đó chính là cái sự kiên cường bất khuất, trung hậu và đảm đang. Bác Hồ đã dành tặng bốn chữ vàng á. Kiên cường bất khuất, trung hậu và đảm đang. Thì ở đây nhá, nhưng cái đói cái nghèo và cái sự tàn khốc của chiến tranh bất ngờ lại tôn lên sừng sững vững chãi hình ảnh của người bà. Do đó một mặt bài thơ là hiện thực, một hiện thực dữ dội và khủng khiếp. Và một mặt khác đó chính là tâm linh, một hình ảnh đời thường, bà tôi đi bản chứng ở Ga Lèn. Sức mạnh của con người trong đời thường vượt qua những chấn động của lịch sử sẽ còn ám ảnh hơn cả mùi huệ trắng hương trầm, cảm hứng về vẻ đẹp, về cái thường nhật. À cảm hứng về cái đẹp á, sẽ dần chuyển sang cảm hứng về cái thường nhật. Sẽ có một số từ ngữ nó hơi khó hiểu với các bạn, nhưng mà chúng ta hiểu một cách đơn giản là trong chiến tranh, trong khó khăn thử thách, thì cả người sáng lên vẻ đẹp của con người Việt Nam. Đặc biệt đó chính là hình ảnh của người bà, của người mẹ ở hậu phương nơi kháng chiến và chúng ta sẽ nói qua về những vẻ đẹp trong phẩm chất cũng như là trong cuộc đời của người bà được thể hiện ở trong bài thơ này. Đến đây chúng ta hiểu không? Hiểu cách viết không cả lớp? Ngân có hiểu cách viết không Ngân? Dạ hiểu. Ờ, bảo Ngọc có hiểu cách viết không bảo Ngọc? Dạ có. Ừ. Bây giờ để dễ hơn nhá, chúng ta sẽ phân tích lần lượt từng khổ thơ này. Đây, các em nhìn cho anh vào đây. Mình sẽ phân tích từng khổ thơ như thế nào nha. Đoạn 2 á, là chúng ta giới thiệu vài nét về tác giả, về tác phẩm rồi. Thì đoạn số 3 nha. Bài này có tất cả là mấy khổ thơ. Bài này có tất cả là 6 khổ thơ đúng không? Thì tương ứng nhá, các em hình dung cho anh đó chính là trong cái phần thân bài thì chúng ta sẽ có 6 đoạn văn tương ứng với 6 khổ thơ đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái khổ thơ đầu tiên nha. Hoặc là chúng ta có thể phân tích gộp luôn hai khổ thơ cũng được, thở nhỏ và thở nhỏ. Theo em nhé, nội dung của hai cái khổ thơ đầu tiên này nói về điều gì? Bảo Ngọc ơi, nội dung hai khổ thơ đầu tiên này nói về điều gì nhỉ?

Tôi nghe em nói gì luôn á vừa nãy vào điện thoại thì nghe được bây giờ vào máy tính là không nghe em nói gì luôn á. Em vào điện thoại là phải cái điện thoại em <laughs> nó tắt. Đó. Nó về bè... em nói bé lắm á, anh nên không nghe rõ. Rồi, bây giờ quay trở lại Phú nha Phú. Theo em thì nội dung hai khổ thơ này nói về điều gì ạ, Phú ơi? Theo em khổ hai khổ thơ này nói về tác giả khi còn nhỏ. Ừ. Đó là ký ức về tuổi thơ đúng không? Yeah. là ký ức ấy hiện lên như thế nào nhỉ? À... đầu tiên này. là hành động nhá hành động á thì trong tuổi thơ tác giả đã làm những việc như nào à, câu cá ừ. miếu áo và bắt chim oh. à, ăn trộm nhỉ đúng rồi thì ở đây nhá Cách mà chúng ta phân tích cái khổ thơ này á, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cho những hành động và thú vui của tác giả khi còn nhỏ. Ấy. Hành động ở đây đó chính là níu váy bà. Còn thú vui nha, là câu cá này, là bắt chim sẻ, là hái trộm nhãn, là lên chơi đền cây thị đúng không? Đó, đó chính là thú vui của tác giả. Và một cái âm thanh của điệu hát, đó chính là hát trầu văn. Hay là dáng người lào đảo điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng đây chính là lối hát chầu văn đó ờ, thực ra anh thấy các bạn đều ở miền nam á nhưng mà miền bắc nha cái việc mà đồng cô đồng cậu á ngoài bắc thì có một cái hoạt động tâm linh đó, đó chính là đồng cô đồng cậu và họ sẽ hát chầu văn hát chầu văn bóng cô đồng đồng cô đồng cậu thì đây chính là những cái điệu hát và đây chính là một cái văn hóa dân gian ở ngoài bắc và những cái địa danh, ở đây các bạn thấy rằng là tác giả cũng liệt kê cho chúng ta rất nhiều địa danh đúng không? Ví dụ như là Cống Na, Bình Lâm, rồi là Chùa Trần, Đền Sòng, Cây Thị. Đây chính là những cái không gian có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi thơ của tác giả ta? Có liên quan đến tuổi thơ của tác giả. Ừ. Nó rất là thân thuộc đúng không? Đó chính ừ. là không gian rất là thân thuộc. Đó. Ờ, nói chung là đó là không gian đã chứng kiến biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn chứng kiến biết bao nhiêu những ký ức tuổi thơ nằm trong những cái chữ không thể nào quên của tác giả khi nghĩ về hồi thơ ức khi nghĩ về tuổi ấu thơ của mình và có lẽ rằng là nó cũng không hề xa lạ bất cứ người dân Việt Nam nào đã từng sống ở thôn quê <laughs> anh nghĩ rằng là nếu chúng ta đã từng sống ở thôn quê rồi á những cái hành động hay là những cái thói quen của tác giả ấy thì đây không phải là điều gì quá xa lạ đối với những người đã từng sống ở thôn quê đâu nên là ở trong cái khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ nhất nha, cái biện pháp nổi bật nhất ở trong hai cái khổ thơ này đó chính là biện pháp liệt kê. Đó chính là biện pháp liệt kê ha. Và qua biện pháp liệt kê này chúng ta thấy được điều gì? <laughs> Đây, anh sẽ cho cả lớp mình xem cái tài liệu này. Cái bài văn phân tích thì chúng ta đọc sau nha. Còn cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu cái bài thơ này á, và chúng ta có thể viết theo cách hiểu của mình là được. Để mà nhanh nha, sách giáo viên đó lèn là... Anh cho cả lớp mình đọc cái này ha. hiểu xương xương bài thơ thôi nha. Còn cái phần phân tích đó, thì chúng ta cứ bám sát vào từng khổ thơ để phân tích là được. Đây, anh gửi đường link này cho cả lớp mình luôn không? Trong phần chat box ở trên Zoom nha cả lớp. Câu số 1 này. Nhìn sang câu số 1 nha. Tức là vừa rồi chúng ta có phân tích với nhau về các dấu hiệu nghệ thuật đúng không? và các dẫn chứng ở trong cái khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai luôn. Còn về cái phần nội dung á thì Ngân đọc giúp anh cái phần này cho cả lớp mình cùng nghe nha Ngân. Câu số 1 đó. Người ta thường có xu hướng tạo ra những hình ảnh thật đẹp về chính mình trong hồi hơ ấu. Còn ở đây trong bài thơ cái tôi của tác giả hồi hồi tuổi nhỏ được tái hiện chân thật và sống động, có phần gây ngạc nhiên cho người đọc bởi những thú nhận hành thật. Tác giả không che giấu hồi hơ ấu mình là một chú bé hiếu động từng trải qua tất cả những trò tinh nghịch của một đứa trẻ vùng nông thôn nghèo đó nghèo đã sống những ngày tháng hồn nhiên có phần bản năng và chẳng được rèn rũa nhiều nét quen thuộc và mới mẻ trong cách nhìn của tác giả về chính mình thời tuổi hơ là ở thái độ hẳn hắng tôn trọng dĩ vãng khước từ sự thi vị hóa và chính vì thế mà đem lại một cách nhìn mới về quá khứ ừ. em có hiểu cái phần nội dung này không ngân dạ có ừ. Rồi, có ai muốn hỏi anh điều gì trong cái phần nội dung phân tích khổ 1 và khổ 2 không? Có tự tin viết được hai đoạn văn <laughs> phân tích hai khổ thơ này không? Tức là không thì khó ấy. Về mặt từ ngữ nhé, rất đơn giản và dễ hiểu á. Và chúng ta hiểu được cho anh cái cách phân tích là phân tích từng biện pháp tu từ, phân tích nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ đó là được. Thì xem lại cho anh cái phần này không? Khổ 1 và khổ 2 có gì muốn hỏi anh ở đây không? Nếu cả lớp mình không câu hỏi gì các bạn cho anh một nút like để anh biết ngay cả lớp. Rồi, ok. Nhìn cho anh tiếp khổ 3 và khổ 4 nhá Khổ 3 chúng ta vừa phân tích rất là kỹ rồi đúng không? Qua quá trình mà chúng ta qua một quá trình đó, mà chúng ta vừa trả lời cái câu hỏi tự luận ở bên trên đó thì chúng ta đã trả lời rất là kỹ khổ thơ thứ ba rồi nên sẽ không cần phải nhắc lại khổ thơ nữa ba nữa không bây giờ chúng ta đã nhìn cho anh vào khổ thơ thứ tư này bom mỹ dội nhà bà tôi bay mất Đền sòng bay bay tốt cả chùa chiền thành với phật rủ nhau đi đâu hết bà tôi đi bán trứng ở ga lèn thì chúng ta sẽ phân tích cái khổ thơ này như thế nào mình có thể kéo xuống bên dưới này không Đây. Uh, bảo Ngọc ơi Em online trên điện thoại cho ta Chưa đúng em, không Thôi. Em bảo nhưng mà không có được uh, Em uh, nói to được vô, rồi đó uh, vô, sau rồi em hát ra rồi. Uh, Anh nghe được em nói to hơn rồi Em đọc giúp anh cái phần thông tin Anh chia sẻ trên màn hình yeah. Đỏ lèm còn là hình ảnh người bà đờ lèn cần làm một hình ảnh về người bà được viên nổi trong không gian hiện thực dữ dội, bom mỹ vội nhà bà tôi hay mất đèn sông hay bay tuốt cả chiều chiều thánh với phật rủ nhau đi đâu hết bà tôi đi bán trứng ở ga lèn cái từ đó hay chúng ta cũng... sửa thành từ bay nha, yeah. ở trong cái khổ thơ này lại để biết nhầm á có cái từ hay á chúng ta sửa thành từ bay nha cả lớp nhà bà tôi bay mất đèn sòng bay đèn sòng hay đèn sông luôn nha đoạn này chép thơ sai á rồi đọc tiếp cái phần sau nha mà các dùng ngôn ngữ và giọng sùn xả với đời sống nói nói bay mất bay tuốt rủ nhau đi hết mang ý nghĩa mỉa mai càng làm rõ cái chuyện cái khốc liệt của chiến tranh tác giả không chỉ, chỉ tạo một cảm giác sốc về sự kiện bom mỹ dội mà còn tạo cơn sốc cảm xúc thực hận thánh với phật rủ nhau đi đâu hết chùa chiền thánh phật là huyền thoại là tín ngưỡng nhưng cũng vẫn là cái khá khá khả biến hoặc có thể chỉ là cái vỏ của huyền thoại mà tuổi thơ cả tin chẳng thể nhận ra vậy đó chiến tranh bom nổ và sức tàn phá dữ dội của nó là người ta thấy rõ chẳng có gì kỳ diệu hơn sức mạnh của con người kỳ diệu làm sao kỳ diệu là sao là sức mạnh của con người bình thường bé nhỏ và tôi đi bán trứng ở ga lèn bình tâm như như không là cái phi thường nhất trong bối cảnh nghệ thuật bất thường ấy nếu theo mạch cảm xúc của thơ ca thời kháng chiến chống quốc đế quốc mỹ có thể hình ảnh này sẽ khơi nguồn cho một huyền thoại mới huyền thoại về con người chẳng hạn như đã từng thấy trong thơ tố hữu một mẹ tôm bóng mẹ ngồi trong vọng nước nước non sông trong cát chốt vùi trong cát những trái tim như ngọc sáng ngời một mẹ suốt ngẩng đầu mái tóc mẹ run gió lay như sóng biển tung trắng bờ nhưng nguyễn duy không dừng ở cảm hứng khẳng định sức mạnh kỳ diệu của con người không nhập vào dòng điện thoại để ngợi ca dù hình ảnh người bà bán trứng ở ga liền xứng đáng là một trong những hình ảnh khắc ghi sâu đậm về con người việt nam trong cảnh bom mỹ dội gợi triết lý về cái đời thường cái lịch sử cái cả biến và bất biến ờ, ờ. Ơi, được rồi đó Anh nghe được anh nói không dạ có thì cái phần này nó bạn ấy viết hơi khó hiểu một xíu nha <laughs> nhưng mà anh sẽ nói các bạn cái cách mà chúng ta phân tích cái khổ thơ này một cách dễ hơn này tức là chúng ta hiểu là một bên là gì nhỉ một bên là hiện thực khốc liệt của chiến tranh đúng không còn một bên đó là gì yếu tố tâm linh có không có đúng không chúng ta vừa đoạn cái đoạn là có yếu tố tâm linh đúng không rồi uh, tiếp theo là cái gì ta uh, yếu tố tâm linh này và chúng ta thấy hình ảnh người bà hiện lên đó là người bà như thế nào đúng không thì các bạn dễ liên hệ nhất nha đó chính là chúng ta sẽ liên hệ cho anh bài thơ bếp lửa của bằng việt cái câu chuyện là uh, năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi hàng xóm bốn bên trở về lầm lội vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh linh á à, vẫn vững lòng vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh đó thì cả hai người bà nhá Người bà ở trong bài thơ Đò Làng Nguyễn Duy và người bà ở trong bài thơ Bếp Lửa của Bằng Việt, đó đều là những người bà rất là kiên cường bất khuất. Ờ, đó, tức là mặc dù là chiến tranh hủy diệt đi tất cả mọi thứ đúng không? Nhưng có một thứ mà chiến tranh không thể hủy diệt và làm mất đi được đó chính là vẻ đẹp trong phẩm chất con người Việt Nam, đó chính là hình ảnh của người bà ở hậu phương trong chiến tranh rất là kiên cường, mạnh mẽ bất khuất. Cho dù là chiến tranh có tàn khốc thế nào thì bà vẫn quyết tâm chịu thương chịu khó đi bán trứng ở ga lèn để nuôi cháu và nuôi cả gia đình. Nên là chúng ta thấy thêm một vẻ đẹp người bà nữa Đó không chỉ là người bà giàu tình yêu thương không chỉ là thương con và thương cháu Mà đó còn là người bà rất là kiên cường Bất khuất Là người bà chấp nhận mọi khó khăn Vượt lên trên cái khó khăn của đất nước Vượt lên trên cái bom đạn của chiến tranh Để mà nuôi sống cho cả gia đình Đơn giản như vậy thôi Và chúng ta sẽ liên hệ đến bài thơ bếp lửa của nhà thơ bằng Việt Để phân tích cái khổ thơ này ha Ok Đúng. rồi hôm nay hơi bị lố gió ấy. anh còn có một lịch ở phía sau để dạy các bạn lớp 9 nữa nên là các bạn sẽ xem lại xanh bài thơ đò làng nguyễn duy kết hợp về cái đường link phân tích bài văn này không rồi về nhà xem có khổ thơ nào mà chúng ta không rõ hay là chúng ta không biết cách phân tích không thì các bạn có thể nhắn tin hỏi anh ở trong nhóm của lớp mình nha cả lớp anh sẽ gửi lại cho cả lớp mình cái tài liệu chi tiết cho bài thơ này để các bạn xem tham khảo thêm còn cái gì không hiểu các bạn cứ nhắn tin hỏi anh ở trong nhóm lớp nha ok không rồi Chắc là chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay nha. Để anh gọi các bạn lớp 9 vào học đã. Bye bye cả lớp. Mình kết thúc buổi học ngày hôm nay nha. Yeah, chào anh. Chào anh. Oh, bye bye.